muốn bán T-129 ATAC cho Philippines, Thổ Nhĩ Kỳ phải được Mỹ đồng ý. Philippines vừa chính thức chê AH-1Z Viper và AH-64E Apache của Mỹ quá đắt đỏ và chuyển cơ hội cho Thổ Nhĩ Kỳ với sản phẩm T-129 ATAC. Theo The France Blog, đích thân Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho biết, nước này muốn tìm mua trực thăng tấn công từ các nước khác sau khi Mỹ công bố mức giá lên tới 450 triệu đô la Mỹ cho 6 chiếc AH-1Z Viper. Chúng ta không thể thực hiện hợp đồng đó. Nếu mua với giá này, quân đội Philippines sẽ chỉ có thể mua một hoặc hai trực thăng với ngân sách được cấp. Đó là lý do chúng tôi đang tìm mua khí tài từ các quốc gia ngoài Mỹ, cho phép sở hữu nhiều trực thăng hơn với khoản tiền được phân bổ, Bộ trưởng Delfin Lorenzana nói. Theo thông điệp rõ ràng của Ankara được đưa ra vài tuần sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ duyệt đề xuất bán 6 trực thăng vũ trang AH-1Z Viper kèm theo 6 tên lửa đối đất AGM-114 Hellfire và rocket dẫn đường APKWS cho Philippines với tổng giá trị là 450 triệu đô la Mỹ. Washington cũng để ngỏ khả năng bán 6 trực thăng tấn công AH-64 Apache cho Manila với trị giá 1,5 tỷ đô la Mỹ. Và trong khi từ chối máy bay Mỹ, Philippines đã trao cơ hội cho nhà thầu khác và cái tên T-129 ATAC do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất đã được nhắc đến. Ngay từ khi nhận được báo giá từ Mỹ, Philippines đã tính đến phương án này bởi trực thăng T-129 ATAC sở hữu sức mạnh không hề thua kém sản phẩm đến từ Mỹ nhưng lại có mức giá khiêm tốn hơn rất nhiều. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng, ngay cả khi Philippines chính thức đề xuất với Thổ Nhĩ Kỳ và Ankara đồng ý bán, thì thương vụ này vẫn khó có thể thực hiện được bởi cần nhận được sự đồng ý của Mỹ và Anh. Theo trang Avan của Thổ Nhĩ Kỳ, do việc mua các hệ thống tên lửa phòng không F-400 Dream của Nga mà Ankara đã gặp vấn đề nghiêm trọng trong hợp tác với một số doanh nghiệp quân sự lớn của Anh và Mỹ. Cụ thể là Anh và Mỹ tuyên bố sẽ ngừng cung cấp loại động cơ cần thiết cho Thổ Nhĩ Kỳ để trang bị cho những chiếc máy bay trực thăng tấn công T-129 ATAC dùng để xuất khẩu. Thông điệp được đưa ra Mỹ và Anh thực hiện hóa khi Thổ Nhĩ Kỳ không thể hoàn thành hợp đồng cung cấp T-129 ATAC cho Pakistan. Một phương án thứ hai có thể giúp Thổ xuất khẩu T-129 ATAC mà không cần quan tâm đến thái độ của Mỹ và phương Tây chính là mua động cơ Ukraine để thay thế. Nhưng đây cũng là phương án rất khó bởi chính quyền Kiev sẽ phải nhìn nét mặt của Mỹ để quyết định. Vì vậy, về lâu dài, không chỉ với những chiếc T-129 ATAC xuất khẩu mà cả chương trình trực thăng tấn công này của Thổ có thể phải đối mặt với tình trạng không có động cơ. Trực thăng T-129 ATAC do hãng Augusta Westland Italia và Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Thổ Nhĩ Kỳ TAI hợp tác phát triển cho nhiệm vụ chống tăng, thiết giáp, chi viện hỏa lực bộ binh. Cơ bản thì cách bố trí hỏa lực trên T-129 tương đồng với các mẫu trực thăng tấn công AH-64 Apache của Mỹ hay là Mi-24, Mi-28 Nga. Một máy bay được trang bị một ụ pháo nòng xoay, 3 nòng cỡ 20mm với 500 viên đạn. Hai bên hông máy bay được bố trí hai cánh nhỏ với 4 điểm treo, cho phép mang 1.150kg vũ khí, bao gồm rocket, tên lửa chống tăng, tên lửa không đối không, thậm chí cả bom phá. Máy bay không được trang bị hệ thống radar 6mm như trên AH-64D hay là Mi-28NM mà chỉ có tổ hợp ngắm quang điện dùng để trinh sát, dẫn đường tên lửa đặt ngay trước mũi trên ụ pháo 20mm. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.